Xin chào các ông bố bà mẹ đến với video tiếp theo của mẹ bé Thủy Thảo. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục là chủ đề ăn dặm của con, và một cái chủ đề mà hầu hết các ông bố bà mẹ rất đau đầu khi bắt đầu bước vào giai đoạn cho con ăn dặm, đó chính là nêm gia vị như thế nào cho con, và nêm thì chúng ta sẽ nêm những gì theo từng cái độ tháng tuổi của con. Và trong cái quá trình tư vấn thì mẹ bé Thủy Thảo thấy là có rất là nhiều ông bố bà mẹ không có kiến thức, nêm sai cho con, cho bé ăn mặn quá sớm, ăn ngọt quá sớm này. Và những cái điều này nó sẽ ảnh hưởng tới thận, tới tiêu hóa, sức khỏe của bé, và khá là nguy hiểm nếu mà chúng ta nêm sai. Đấy, chính vì vậy nên ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ làm một cái video chia sẻ đến cho các ông bố bà mẹ cách chúng ta nêm gia vị cho con khi mà bé bắt đầu ăn dặm theo từng cái giai đoạn tuổi của bé như thế nào là thích hợp nhất, cũng như là chúng ta nêm thì nên dùng loại sản phẩm nào để giúp cho con yêu phát triển toàn diện. Thì ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo sẽ chia cái video này ra làm 3 giai đoạn để chúng ta nêm gia vị cho con. Giai đoạn thứ nhất là bé dưới 1 tuổi, giai đoạn thứ hai là bé từ 1 đến 3, và giai đoạn thứ ba đó là bé từ trên 3 tuổi. Thì ba cái giai đoạn này chúng ta sẽ nêm gần như khác nhau luôn. Đấy, chính vì vậy nên các mẹ hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay của mẹ bé Thủy Thảo nhé. Thì đối với cái giai đoạn đầu tiên, đó chính là cái giai đoạn dưới 1 tuổi, thì như mình không chỉ là một cái shop tư vấn sữa dinh dưỡng cho các ông bố bà mẹ, mình cũng là một cái người mẹ. Thì trong cái giai đoạn này mình duy trì cho con hoàn toàn từ vị ngọt và vị mặn từ thực vật và động vật. Tức là mình không nêm bất kỳ cái gia vị đường, muối, mắm nào vào trong cái món ăn của con. Mình lấy vị ngọt từ rau củ quả, các loại củ quả, và đặc biệt là mình hay dùng mía đường đấy, thì mình hay dùng để nấu làm cái nước ngọt, và cái vị ngọt đấy dùng nấu cho con thì nó rất là tốt và nó tự nhiên. Thứ hai nữa thì là nếu mà các bé thích ăn mặn thì chúng ta có thể là lấy vị mặn từ xương, từ thịt cá, và những cái vị tự nhiên như vậy thì nó giúp cho con không bị quá tải với thận của bé. Và dưới cái giai đoạn mà dưới 1 tuổi này thì các ông bố bà mẹ nên dùng cách này cho con. Nhưng cũng có những bé rất rất khó tính, tức là bé phải thích đậm đà hơn trong cái bữa ăn của mình, thì chúng ta nên nêm như thế nào? Đấy, thì ngày hôm nay mẹ bé Thủy Thảo cũng sẽ giới thiệu cho các bạn những cái cách mà chúng ta nêm, cũng như là những cái sản phẩm mà chúng ta, nếu mà bé thích ăn đậm đà hơn, mình muốn đa dạng hơn trong cái vị của con, thì chúng ta với bé từ trên 6 tháng tuổi là chúng ta bắt đầu ăn dặm, các mẹ có thể thêm, đây chính là cái phô mai rắc. Thì đối với cái phô mai rắc này, nó cung cấp rất là nhiều những cái dinh dưỡng như chất đạm này, canxi này, phốt pho này, và cái mùi vị của nó khá là thơm ngon. Thì đối với các bé thì các bạn có thể múc chén cháo ra hoặc bột ăn dặm ra cho con, thì chúng ta có thể rắc thêm cái phô mai này lên trên cho con, thì nó sẽ giúp cho cái chén bột của bé nó sẽ thêm dinh dưỡng hơn, và nó giúp cho cái bữa ăn của bé ngon hơn. Và đối với các bé thích thêm mùi vị thơm ngon thì chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm phô mai rắc nội địa Nhật này, và thực sự là nó rất là nhiều dinh dưỡng và nó cũng khá là tốt cho bé từ 6 tháng tuổi trở lên. Đến với giai đoạn mà chúng ta bắt đầu ăn nấu cháo cho con thì chúng ta nên là thêm một chút dầu ăn. Thì đối với cái dầu ăn thì mẹ bé Thủy Thảo cũng chia sẻ cho các mẹ, với bé từ trên 6 tháng tuổi trở lên thì chúng ta có thể thêm, đó chính là dầu óc chó này. Dầu óc chó này thì trong tổng một ngày sử dụng với bé dưới 1 tuổi thì chúng ta cả một ngày cho bé ăn, chúng ta chỉ cho một muỗng cà phê nhỏ, tức là chúng ta sẽ chia nhỏ cái muỗng cà phê đấy trong từng cái bữa cho con. Với bé dưới 1 tuổi thì có thể là các mẹ cho ăn một bữa vào đầu tháng 6 tháng này, hai bữa từ 7 tháng này, ba bữa từ 8 tháng trở lên, thì tổng lượng trong ngày của con chỉ là một thìa cà phê nhỏ thôi, và chúng ta chia ra cho con. Đấy, chúng ta không nên cho quá nhiều dầu ăn, nhưng chúng ta lại bắt buộc là cho dầu ăn vào thì nó mới giúp hòa tan hết tất cả những vitamin, và nó cũng mới giúp cho cái bữa ăn của bé ngon hơn. Ngoài dầu óc chó thì các bạn có thể thêm, đó chính là dầu mè nguyên chất này, dầu gốc này, đây cũng là những cái loại dầu gốc mà nó khá là nhiều dinh dưỡng cho con.
thì các ông bố bà mẹ có thể nêm cho con trong cái giai đoạn từ 6 tháng tuổi trở lên khi mà chúng ta nấu các món cháo dinh dưỡng cho con nhé. Rồi tiếp theo nữa thì đối với các bé mà từ 8 tháng trở lên và các bé thích ăn vị đậm hơn một chút, vị mặn hơn một chút, thì chúng ta có thể nêm một số gia vị ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Bởi vì là chúng ta tuyệt đối là không nên nêm các gia vị của người lớn, đường muối của người lớn, nó quá sức với bé. Chúng ta chỉ nêm những cái gia vị của em bé thôi. Thì ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái gia vị Ajinomoto đến từ Nhật Bản này. Nhưng bé từ trên 8 tháng thì chúng ta mới nêm và nêm một chút xíu. Mình khuyên các bạn là tốt nhất là chúng ta không nên nêm, mà chúng ta lấy vị ngọt, vị mặn từ động vật, thực vật, từ cái vị nguyên chất. Nhưng nếu các bé thích đậm đà hơn thì chúng ta nêm thêm một chút cái vị này. Thì đối với cái hạt nêm này tuyệt đối là nó sẽ không có những cái chất phụ gia, những cái chất hóa chất độc hại với bé, vì nó là hạt nêm của em bé. Và các loại hạt nêm thì nó lấy từ xương, từ thịt, từ rau củ quả, chính vì vậy nó khá là an toàn. Như trên tay mình đang cầm đây là vị thịt rau củ này, đây là vị tôm này, đây là vị rong biển này, vị bò nấm đi sang này, và vị này là vị sò. Đây cũng là những cái vị mà các bé rất là thích và chúng ta có thể nêm thêm cho con từ 8 tháng tuổi trở lên. Đấy, rồi tiếp theo nữa là cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn của bé từ 1 đến 3 tuổi. Thì đến với cái giai đoạn này chúng ta có thể thêm một chút đường hoặc một chút muối, một chút nước mắm em bé. Thì đây là cái nước mắm em bé mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video ngày hôm nay. Tại sao mình lại khuyên các ông bố và mẹ mua những cái gọi là của em bé khi mà nấu cho bé? Bởi vì sao? Đối với những cái sản phẩm của người lớn, cái tiêu chuẩn sức khỏe của bé chưa có thể hấp thụ hết được tất cả những cái chất mà nó có trong cái nước mắm của người lớn, nó khá là nhiều những cái chất phụ gia. Đấy, chính vì vậy các mẹ nên dùng những cái sản phẩm nước mắm và những cái sản phẩm mà nó dành riêng cho em bé. Đấy, nó đã được nghiên cứu cho các em bé rồi, sẽ giúp cho bé dễ dàng hấp thụ hơn và nó hạn chế những cái phụ gia, những cái hóa chất, những cái không tốt cho sức khỏe của con. Rồi thì đối với cái giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi thì cái giai đoạn này là bé đã ăn cháo rồi, các bé ăn cơm rồi, các mẹ vẫn tiếp tục có thể dùng các loại hạt nêm em bé, phô mai rắc vào trong cho con. Và dầu ăn thì các mẹ sẽ không thể thiếu, bởi vì dầu ăn nó giúp hòa tan 25% vitamin, cũng như là nó giúp cho bữa ăn của bé ngon hơn. Và trong cái giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi thì nó sẽ không còn quá khắt khe là các mẹ không được thêm đường, muối, mắm cho con nữa, mà chúng ta có thể nêm theo cái khẩu vị của con. Chúng ta cũng không nên cho con ăn quá mặn. Có một cái lời khuyên của chuyên gia y tế đã khuyên là nếu mà các ông bố và mẹ cho con ăn càng nhạt càng lâu càng tốt, thì các ông bố và mẹ chúng ta cứ áp dụng cho như vậy cho con, nó sẽ giúp tốt nhất cho con. Đấy, thì tiếp tục đến với cái giai đoạn thứ 3, đó là giai đoạn của bé từ 3 tuổi trở lên. Thì đối với cái giai đoạn 3 tuổi trở lên này, bé có thể ăn hoàn toàn như người lớn. Nhưng như mình đã nói rồi, lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng đã khuyên là chúng ta cho con ăn càng nhạt càng lâu càng tốt. Thì khi mà bé trên 3 tuổi có thể là ăn theo người lớn mặn quá với con, thì chúng ta sẽ làm sao cho con ăn nhạt càng tốt. Đấy, và nó sẽ tốt nhất cho cái thận cũng như là cái sức khỏe của con. Và khi mà trên 3 tuổi rồi thì các mẹ có thể nêm đầy đủ tất cả những cái gia vị. Ngoài dầu ăn, hạt nêm, nước mắm thì chúng ta có thể là hành, tỏi, tiêu, rồi những cái gia vị đấy, rau thơm, tất cả bé đều có thể ăn được hết rồi. Và mình khuyên các ông bố bà mẹ là trong những cái bữa cháo, những cái bữa dinh dưỡng cho con bé giai đoạn 2 là từ 1 đến 3 tuổi và giai đoạn 3 là từ 3 tuổi trở lên, các mẹ có thể nêm thêm cho con hành, tỏi, tiêu, rau thơm. Vào những cái giai đoạn này bé đều có thể ăn được rồi, và chúng ta nên tập làm quen như vậy để giúp cho nó đa dạng mùi vị hơn cho con, và nó giúp cho các bữa ăn của bé được ngon và hấp dẫn hơn. Đấy, và ngày hôm nay thì mẹ bé Thủy Thảo cũng đã chia sẻ sơ qua một chút về những cái giai đoạn mà chúng ta nêm gia vị cho con và những cái điểm cần tránh khi mà chúng ta cho dùng cái gia vị quá đậm,
khi mà con đang còn quá nhỏ, và mong là cái chia sẻ này của mẹ bé Thủy Thảo sẽ góp thêm những cái kiến thức để giúp cho các ông bà bố và mẹ chăm sóc con một cách tốt nhất. Và sau đây thì mẹ bé Thủy Thảo sẽ để cho các ông bố và mẹ một cái bảng, và chúng ta sẽ nhìn bấm ngược lại để xem cái bảng đấy, và trong cái bảng này thì mẹ bé Thủy Thảo đã chia từng cái thời điểm cái gia vị như thế nào cho con, và cái nào không, cái nào có thì các mẹ sẽ xem cái bảng đấy. Và nếu mà các ông bố và mẹ thấy video này hay thì nhớ bấm vào nút like, nút đăng ký, cũng như là chia sẻ video đến thật nhiều các ông bố và mẹ để biết đến và chăm sóc con yêu của mình. Ngoài ra thì những bạn nào muốn tìm hiểu rõ về từng sản phẩm cho con thì các mẹ có thể để lại nhận xét ở dưới video IB trực tiếp vào số Zalo bên trên. Và những bạn nào có Facebook, các bạn gõ lên Facebook tìm kiếm mẹ bé Thủy Thảo, và trên cái trang Facebook mẹ bé Thủy Thảo cũng có nhân viên tư vấn hoàn toàn miễn phí để giúp cho các ông bố và mẹ chăm sóc con yêu phát triển toàn diện. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi cũng như là đồng hành cùng kênh mẹ bé Thủy Thảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.